là Chúa được chép ở trong Thi Thiên 23. Tôi xin đọc lời Chúa ở trong Thi Thiên 23. Đức Giê-hô-va đấng chân giữ các nhà thờ rằng: Đức Giê-hô-va là đấng chân giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến máng nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong chủng ống chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, khiến tôi đầy tràn. Quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Amen. Xin chúng ta cùng lạy của Chúa giáo chúng con một lần nữa. Chúng con đến với Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì Chúa đã đến chăm giữ chúng con, Ngài chăm sóc chúng con đầy đủ, Ngài lo toan cho chúng con. Nhưng mà có những lúc chúng con cũng phải trải qua đi qua sự bóng chết. Nhưng mà chúng con cảm ơn Ngài vì chúng con có Chúa phòng nắm, Chúa dìu dắt chúng con, Chúa an ủi mỗi đời sống chúng con. Chúa ngày cũng thông biết mang phước cho các anh em chúng con sớm có cuộc làm ổn định, để anh chị em chúng con có cơ đến để tạ ơn Chúa hầu việc này. Chúa ngày cũng an ủi về những bà phạm của vị, cũng như anh thành viên của người ca đã qua đời vào thứ tư tuần qua. Thì Chúa ngày thương xót cho những cái thương lòng vì thánh linh ngày lao đao hết nước mắt chúng con cảm ơn ngày. Chúa ngày cũng thông biết ban phước cho chúng con vì sao hôm nay là giáo hạ của Chúa ra mắt Chúa. Chúa ban phước cho người hướng dẫn chương trình trong lời hát thờ phượng, người cầu nguyện cầu thai, người dân hiến trong sự giảng dạy, người giảng người nghe phải vì đại ơn của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Nếu có ai con đồng chúng con đang gặp sự đau yếu bệnh tật, con cầu xin Chúa ngày chữa lành để anh chị em chúng con được khỏe mạnh. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con giao hết phải chương trình thờ phượng từ giai đầu đến giờ cuối trong ngón tay của ban ngôn ngữ Chúa Trời. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Phong trì là mình tôi xin mời những người hiển cùng ban hát thờ phượng đến đây cùng tôn vinh Chúa qua bốn bài thánh ca. Chúng ta sẽ hát vì Chúa siêu sống. Thiên cha đã thành công và điều về máu và những bài hát cuối cùng trong mùa lễ phục sinh.
Chúa vì chúng con đã được chích vắc
Chúng con trong sự hầu việc Ngài,
Tôi bà chuyện hôm nay phải không? Cảm ơn chú khỏe đây ạ. Rồi. Nghe là quá khỏe rồi. Chưa bao xong, lớn tiếng ha. Cảm Chúa hôm nay là từ cuối của tháng từ quá không? Sáng 3 tháng 5 có lời để đi lễ gì không? Nói là không có lễ. Mới là lễ. Wow. Cảm ơn Chúa. Thì vọng là từ những ngày tháng 5 để có ngày lễ Mother Day, tôi xin nhờ chị Hồng Linh sẽ order hoa dòng hoa tắm rồi nhớ gửi thì xếp lại cho hoa. Chúng ta sẽ có một cái ngày lễ, năm ngoái chúng ta không có dự ngày lễ Mother Day, hay vọng hôm nay chúng ta sẽ có dự ngày lễ Mother Day thật là vui. Xin hội thánh chúng ta giả lại trong phần kinh thánh trong văn đồng 11 câu 25 hôm nay tôi sẽ giảng một câu kinh thánh này. Xin chúng ta cùng nhau đọc hai lần. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta là sự sống và là sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết. Chúng ta đọc lại lần nữa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết. Con cảm ơn Chúa và lời nhà xin Chúa sức giàu tên mọi người con, tổng đồng con cũng như mở lòng mở trí của đồng bạc chị chúng con để giải thánh linh trên một thánh Chúa trong khi giờ này để anh ấy chúng con điều giảng của mình được nghe phải được sự việc của bạn cảm ơn Chúa con vòng cầu nguyện của Jesus Christ. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa là lễ phục sinh. Thì quý vị ai cũng biết câu chuyện Chúa Giêsu chịu đau đớn, chịu đóng đinh, rồi Chúa ở trong hầm mộ 3 ngày, Chúa từ cái chết sống lại, rồi Chúa thành thiên, Chúa về trời. Đó là cái câu chuyện mà năm nào chúng ta cũng biết câu chuyện. Sáng nay chúng ta sẽ nhìn về ở trong cái cuốn sách ở trong văn 11 câu 25 nói về sự sống lại và sự sống. Có câu chuyện người ta kể lại, người ta kể lại cái câu chuyện như thế này.
một chút nữa. Có một nhà điêu khắc, rất là nổi tiếng khi đã nắn được một cái pho tượng rất là đẹp. Rồi ông mới đem cái pho tượng ra để ông thưởng lãm. Nhiều người dừng chân tới xem cái pho tượng đó, ai nấy đều trầm trồ khen tặng tác phẩm là rất là lạ lùng. Có người thì muốn mua về nhà để mà trưng bày. Thì cái ông điêu khắc này thì ông rất là hãnh diện, ông rất là thỏa lòng với cái năng khiếu khéo léo của bàn tay của mình. Nhưng mà trong số những người đến xem thì có một người đến xem cái ngôi pho tượng đó, đứng trước đó nhìn pho tượng đó thật lâu, nhưng mà ông chẳng nói một lời nào. Một hồi sau thì người đàn ông này chỉ thốt lên một điều thật tiếc, tiếc quá, chỉ còn thiếu một điều nữa thôi. Rồi ông đứng đó bắt đầu, rồi ông mới bỏ đi. Nhà điêu khắc này nghe như vậy thì chăm chú nhìn lại cái pho tượng của mình rất là toàn hảo, rất là đẹp từ đầu đến chân của nó, và tự hỏi cái pho tượng này còn thiếu gì nữa đây mà ta không thấy. Ông suy nghĩ một hồi và vẫn không tìm ra được cái điều gì sai sót của mình. Tuyệt phẩm tuyệt vời. Và cuối cùng thì nhà điêu khắc mới phải chạy theo một vị khách đã phê bình pho tượng mình hồi nãy. Và ông hỏi: thưa ông, hồi nãy trong lúc thưởng lãm, khi ông nhìn pho tượng chạm cổ của tôi, ông đã nói tác phẩm này còn thiếu một điều. Tôi thật thắc mắc, băn khoăn, nhìn kỹ từ đầu đến đuôi, từ đầu đến chân, nhưng mà lại không thấy thiếu chỗ nào. Như vậy, xin ông cho tôi biết cái điều gì mà thiếu ở trong cái pho tượng này. Nhà phê bình trả lời: Rất tiếc, tác phẩm của anh chỉ còn thiếu có sự sống mà thôi. Yes. Thưa quý ông bà anh chị em, qua câu chuyện này tôi, quý ông bà anh chị em, buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ nói đến năm điều rất là quan trọng. Thứ nhất là không có ai trên đời này sống mãi. Thứ hai, lời tuyên bố của Chúa Giêsu Christ. Thứ ba, Đức Chúa Giêsu và sự sống lại. Và thứ tư, niềm hy vọng trong cõi đời đời. Và phần cuối là dành cho những người chưa biết Chúa. Nếu mà ở đây chưa có ai chưa biết Chúa thì chúng ta sẽ nói phần cuối. Còn không, chúng ta sẽ nói bốn phần thôi. Là một sự lựa chọn rất là khôn ngoan. Thứ nhất là không có ai ở trên đời này, quý ông bà anh chị em, là sống mãi, phải không? Cho dù có Trần Thị Hoàng hay bất cứ ai đi coi như là tìm cây trường sinh bất tử hay là thuốc gì đó để mà sống, để không bao giờ chết, thì trên đời này không có ai sống mãi, phải không? Có lẽ trên đời này không có gì quý nhất cho đó là sự sống. Và vì nếu thiếu sự sống đó, chúng ta chẳng còn làm ăn gì được hay là hưởng được một cái điều gì nữa của quý ông bà anh nha. Sống trên đời này ai không muốn được sự vui thỏ? Có ai muốn sự vui thỏ hay không muốn sự vui thỏ? Giờ là tôi nghĩ là ai cũng muốn sự vui thỏ, không ai không muốn sự vui thỏ hả? Ai cũng muốn mình được mạnh khỏe, đúng không? Ai? Ở đây từ gặp mấy đứa nhỏ chưa có bệnh tật gì thì tất nghĩ chắc ai trong dòng chúng ta cũng có ít nhất một cái bệnh. Quý vị amen không? Amen. Người thì cao máu, người ba cao một thấp, đầy đủ. Người cao một thấp, đủ thứ, tiểu đường đủ thứ bệnh. Quý em bà chị em là ai cũng muốn mạnh khỏe, ai cũng muốn sung sướng, ai cũng muốn sung túc, ai cũng muốn sống lâu. Và trong lịch sử loài người chúng ta thấy đó, có ai đã thắng tự thần và sống mãi được chứ? Đúng. Không. Và những người nổi tiếng thời xưa như là Napoleon của Pháp, Alexander đại đế của Hy Lạp cũng chết, hay là những người nổi tiếng thời này như là công chúa Diana, John Kennedy cũng bị tử thần bắn chết.
những kẻ ác như là Adolf Hitler đã giết gần 6 triệu người Do Thái rồi cũng chịu thua thần chết, hay là người tốt lành như là bà Master Teresa cũng phải nằm xuống chết, rồi cuối cùng sẽ đến từng một đến chúng ta, tử thần sẽ gõ cửa chúng ta, đúng không? Tục ngữ ca dao Việt Nam chúng ta có câu là rất là hay, là rắn già thì rắn lột, rắn già thì rắn lột, nhưng mà người già thì người phải chết, thì đồng ý không? Người già thì phải chết, chứ đâu có ai nói lột vỏ để sống đời đâu. Để sống mãi và chắc chắn chỉ có ở trong phim, chỉ có ở trong phim khoa học giả tưởng mà cứ lột cái mặt nó sống, lột cái mặt nó sống thôi, phải không? Là có những người khi biết mình sắp sửa có cuộc hẹn với thần chết, sắp chết thì sẵn sàng trả bất cứ giá nào để làm gì quý vị? Để kéo dài sự sống được thêm một thời gian nữa. Vì biết rõ khi tử thần đến gõ gọi tên mình thì phải ra đi, bỏ lại tất cả vợ con, là những người thân yêu, rồi cuối cùng làm gì quý vị? Đâu có mang gì đâu, đem thiêu. Có người thì tục lệ thì đem thiêu đỡ tốn kém, có người thì đem chôn, rồi nếu mà lâu lâu có người đến thăm thôi, phải không? Rồi cuối cùng cũng ra Chúa nói cát bụi cũng sẽ trả, con là cát bụi, con là đất cũng phải sở trở về đất thôi. Gồm cho quá tất cả cuối cùng cũng trở thành mũi đó. Và quý vị biết ngày xưa nữ hoàng Elizabeth của Anh Quốc khi đến tuổi xế chiều có nhiều bệnh tật, biết mình sắp sửa ra đi thì bà đã loan báo rằng nếu ai chữa bệnh cho bà sống thêm được vài năm nữa thì bà sẽ cho người đó 1/2 đế quốc của mình. Nếu mà ai chữa cho bà sống thêm một số năm nữa thì bà sẽ cho 1/2 đế quốc của mình. Nhà triết gia nổi tiếng Voltaire cũng vậy, đã một lần tuyên bố ai chữa bệnh cho tôi sống tôi sẽ cho 1/2 gia tài. Ông Steve Jobs, ông mà chế ra cái iPhone nào quý vị? Yeah. Ông có 6 tỷ, rất là nổi tiếng. Nhưng mà lúc ông bị ung thư máu đó, ông nói là lúc mà ông ra đi á thì có người đưa đó. Nhưng mà lúc ông bệnh không có ai thay thế ông để bệnh cho. Và ông mong ngày đó từng ngày ông nói mỗi người phải đối diện với đấng tạo hóa của mình trước khi trước thời hạn. Có 6 tỷ mấy mà không thể chữa bệnh mình được, quý vị thấy không em đó? Cho nên người họ rất là giàu có, cho nên không có gì mua được sự sống, không có gì. Quý ông bà anh chị em ơi, nếu mà sự sống và sự chết là những cái điều quyền bí, con người như sự quyền bí hơn nữa, đó là có sự sống lại và sự sống vĩnh cửu bên kia cánh cửa của đời này. Và nếu có thì sự sống đó sẽ ra như thế nào với ông bà anh chị em? Đây là điều thật quyền bí, là vì chưa có ai đã trở thành từ cõi chết để mà chiếu cho chúng ta xem một cuộn video về thế giới bên kia, sự chết nó sẽ có cái gì. Duy nhất chỉ có lời tuyên bố của Chúa Giêsu, đó là điều thứ hai. Chúa Giêsu tuyên bố buổi sáng hôm nay là gì? Kinh Thánh cho chúng ta biết buổi sáng nay Chúa Giêsu tuyên bố qua lời của Chúa trong Giăng đoạn 11 câu 25, Chúa nói Đức Chúa Giêsu đáp rằng ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống. Amen. Mặc dù đã chết rồi, cho dù
sống lại. Amen. Alleluia. Quý ông bà chị em, ai đã tự xưng về mình là một từ lúc là khai thiên lập địa đến giờ chưa ai dám nói như Chúa Giêsu, chưa ai dám nói như Chúa Giêsu như ông Phật và Đức Cha nói là ta cũng tự mò đi tìm chân lý thôi, ta cũng tự mò đi tìm chân lý thôi. Nhưng mà duy nhất chỉ có Chúa Giêsu nói ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Không phải Chúa Giêsu này chỉ nói xuống, nhưng mà những không phải như là một người điên trong bệnh viện tâm thần hay tự xưng lăn những điều vô lý của mình. Nhưng Ngài đã chết, thật sự đã chết. Ngài thật sự đã chết trong mùa hạ 3 ngày, nhưng mà Ngài đã thật sự sống lại. Hiểu chưa? Sau 3 ngày Ngài đã được sống lại và sự sống đời đời y như Ngài đã nói. Ta sẽ chết, chịu thương khó và sau 3 ngày ta sẽ sống lại. Hiểu chưa? Có rất nhiều người ngày hôm nay, thưa quý ông bà, chị em ở trên thế gian này tuyên bố nhiều câu bất hủ, như là lại không giữ được cái lời hứa của mình. Mà có làm được thì tí nữa thì chỉ là những cái điều bình thường thôi, không có gì lạ. Giống như Tổng thống Jimmy Carter, khi lên làm Tổng thống, ông tuyên bố sẽ không bao giờ tăng thế. Ông đã nói một câu nhớ đời, miss my cliff, nhưng mà lại đã không có khả năng giữ lời hứa đó và đã đánh mất sự tín nhiệm của dân Hoa Kỳ. Ông làm những cái ông chỉ là một nhiệm kỳ thôi, sau đó ông tăng khác. Và quý vị biết từ ngày hôm nay người ta nói là mấy ông triệu phú già rất là run sợ, ai mà có thành công trong 1 triệu đó mua chứng khoán đó, bây giờ là Tổng thống mới lên là đánh thế chết luôn, 39%. Đúng vậy. Và quý vị thấy là càng ngày giật giá càng leo thang, phải không? Cho nên đó là họ nói vậy không phải là vậy. Nhưng mà Martin Luther King Jr. tuyên bố một câu bất hủ, I have a dream. Tôi có ước mơ, nhưng mà ông đã không thấy được cái ước mơ của mình trước khi ông thác. Nhưng ngược lại, Chúa Giêsu là một đấng độc nhất vô nhị tuyên bố một điều phi thường về sự mầu nhiệm, sự sống đời đời, và chính Ngài đã bày tỏ quyền năng sự sống lại khi sau 3 ngày thì thiên xuống ở trên trời, xuống lăn hòn mộ ra khỏi, và Chúa Giêsu đã phục sinh một cách khải hoàn. Amen. Hallelujah. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, Đức Chúa Giêsu và sự sống lại như thế nào? Thứ nhất, sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá là sự chết bất công, vì Ngài chịu chết không vì tội lỗi của mình. Thứ hai, Chúa Giêsu đã chết để đền tội, chuộc tội cho cả nhân loại, trong đó có tôi và quý vị. Vì loài người không một ai tự cứu thoát mình khỏi lưới hái của tử thần. Nhưng Chúa Giêsu chết và bị chôn rồi, Ngài không chết được. Nó có nghĩa là cái hay đó. Trong Kinh Thánh Thầy Quyền 11 câu 18 chép, Chúa Giêsu đã nói như thế này: chiến thắng từ thần và nay ta tay Ngài đang cầm chìa khóa của sự chết và mộ. Ta là trước hết, ta là sau cùng, ta đang cầm chìa khóa sự chết, sự sống nằm ở trong tay, sự sống và sự chết nằm trong tay Chúa. Và Kinh Thánh Côrintô thứ nhất đoạn 15 câu 55 nói gì? Khi Phaolô nói về sự sống lại của Chúa Giêsu thì ông hỏi rằng: hỡi sự chết, sự sống của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Và Chúa đã chết, Ngài bị chôn trong mồ đá, nhưng sau 3 ngày Ngài đã từ phần mộ bước ra, sống lại vinh hiển. Vì tử thần âm phủ không thể nào giam giữ Chúa được. Thì Chúa nói: hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu?
trong một lớp trường chủ nhật, lớp học Kinh Thánh có một cô giáo viên cố gắng giải thích cho các em thiếu nhi là sao khi Chúa Giêsu chết, Ngài đã mượn mồ của một người để Ngài chôn ở trong đó. Cô giáo hỏi tại sao Chúa Giêsu phải mượn mồ để chôn. Thì có một em bé gái 5 tuổi giơ tay lên: thưa cô, em biết tại sao Chúa mượn mồ để chôn, là vì Chúa Giêsu chỉ ở trong 3 ngày thôi. Chúa mượn mồ để chôn vì Chúa ở có 3 ngày thôi. Amen. Không có ai trong chúng ta mà đi mượn mồ cả. Không có, ai cũng mua. Nhưng mà mua mồ mã vì khi chúng ta qua đời thì mình sẽ nằm ở đó thiên thu, đúng không? Quý vị có thấy mồ bộ bia đó ăn gắt ngàn thu hả? Em nghĩ ngàn thu. Như vậy ai cũng muốn ở đó luôn, đúng không? Ai cũng muốn ở lâu dài. Nhưng mà Chúa Giêsu mượn mồ của một người mà thôi. Vì Chúa mượn có 3 ngày à. Chúa mượn có 3 ngày. Và sau 3 ngày thì Chúa đã sống lại. Chúa chiến thắng tử thần. Ngày tử thần sinh ra đời là ngày sau khi tổ phụ đầu người phạm tội. Từ đó có sự chết. Và Chúa Giêsu sống lại từ phần mộ bước ra vinh hiển. Chúng ta đã học ở trong Cô Tô Công Tô đoạn 15 rồi, trong những lần trước rồi, Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết rồi. Thì Kinh Thánh nói gì? Chúa Giêsu đã chết, Chúa Giêsu đã sống lại để chứng tỏ cho ai? Cho chúng ta bốn điều lẽ thật rất là quan trọng. Lẽ thật thứ nhất đó là có Đức Chúa Trời hiện hữu là đấng không hề chết. The immortal God là bất tử. Chúa, Đức Chúa Trời là bất tử. Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời hiện thân làm người đã đến tạo hóa. Ngài là Đức Chúa Trời tự hữu, hằng có đời đời. Ngài không thể chết đời đời được, nhưng Chúa đã sống lại. Amen. Amen. Chúa nói ta với Cha là một. Amen. Ai đã thấy ta thì sẽ thấy Cha. Cái thứ hai, sự Chúa Giêsu chịu chết để chúng ta có cái tình yêu thương vô hạn của Đức Chúa Trời đối với những người xung quanh chúng ta. Không muốn một ai, Chúa không muốn một ai chết mất. Chúa muốn mọi người đều ăn năn. Chúa không muốn người nào, không muốn một người nào. Tại sao Chúa Giêsu chậm trễ, không trái lăng để cứu chúng ta khỏi đại dịch? Chúa chần chờ tại vì sao? Sao Chúa không muốn ai ở dưới địa ngục? Chúa chậm trễ, Chúa không có chậm, Kinh Thánh nói Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài ta đâu. Nhưng mà Chúa kiên nhẫn, Chúa chờ đợi bà con mình, anh em mình, những người thân mình sẽ trở về ăn năn rồi Chúa mới đến thế năm. Thưa quý ông bà, anh chị em, Kinh Thánh Giăng đoạn 3 câu 16 nói gì? Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất và được sự sống đời đời. Và cái điều thứ ba, chúng ta thấy cái điều mà chứng tỏ thứ ba về sự Chúa sống lại để chứng minh có sự sống lại và sự sống đời đời cho mọi người, đó là gì? Chúa Giêsu sống lại để chứng minh sự quyền bí nhất, đó là chết không phải là hết. Chết không phải là hết. Có nhiều người nói chết là hết rồi. Chết là hết. Nhưng mà Kinh Thánh nói chết không phải là hết, là một cánh cửa bước sang cõi đời đời. Loài người sẽ sống lại, vì loài người có linh hồn, là phần được dựng nên giống như hình ảnh của Đức Chúa Trời từ lúc ban đầu, và là phần bất diệt, không hề chết. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Và điều thứ tư, chúng ta có sự hy vọng trong mọi đời này.
thứ tư chúng ta thấy Chúa Giêsu sống lại là để đem cho quý ông bà anh chị em sự trông chạy, sự hy vọng đời đời trong cõi đời đời, hy vọng đời đời. Định nghĩa hai chữ trông chạy nghĩa là trông đợi một cái điều gì đó. Ngày hôm nay là người ta không dùng sự trông chạy mà dùng cái hy vọng cho dễ hiểu. Hy vọng là gì? Hy vọng là mình hy vọng một cái điều gì đó mà chắc chắn sẽ xảy đến ở trong tương lai. Xin quý vị cùng tôi giải ra trong câu tôi. Thứ nhất là 15 câu 19, sứ đồ Phaolô nói rất là rõ. Nếu chúng ta chỉ có sự trông chạy trong Đấng Christ về đời này mà thôi thì trong tất cả mọi điều chúng ta là kẻ gì? Khốn nạn hơn hết. Tôi dịch là thiệt thòi hơn hết. Theo Chúa làm chi? Sáng hôm nay đứng bận đồ đẹp đến đây rồi dắt nghiến rồi hát ca rồi chả có sống lại gì hết, không được lên hiện đàng. Theo Chúa làm gì? Có người họ cúng kiến rồi thờ mấy thần mà cuối cùng được cái gì? Như vậy là giả tràng xa cát không? Nếu mà chúng ta theo Chúa mà thiệt thòi quá thì theo làm gì? Cho nên ông Phaolô ông nói rất là rõ trong câu thơ thứ nhất là 15 câu 19, ông nói là nếu mà chúng ta chỉ có sự trông chạy trong Đấng Christ của đời này, chỉ có đời này mà thôi thì chúng ta thiệt thòi quá chừng đi, khốn nạn quá chừng. Nhưng mà không có sự trông chạy, sự sống đời đời về sau thì thật chúng ta là kẻ thiệt thòi, là kẻ khốn nạn. Lời phán của Chúa Giêsu tự xưng về mình cũng sự chết và sự sống lại của Ngài chính là cái neo vững chắc cho sự trông chạy của chúng ta. The Archer of Our Hearts. Trên đời này khi chúng ta đi mua bảo hiểm cái gì? Ở đây có ai có bảo hiểm nhân thọ? Tôi đừng có giơ tay lên. Mua bảo hiểm nhân thọ nó chơi xấu lắm. Thường thường là 20 năm một form hoặc 30 năm quá hạn. Mà mấy người già quá không bán. Nó cũng cáo lắm. Ông cụ tôi mà mua tới chừng gần 90 chứ nó nói giờ ông hết hạn rồi ông ơi. Bây giờ tôi trả ông 5.000-10.000 gì đó. Chứ bây giờ nếu mà mua nữa là không được, tại vì mình coi lại là mấy ông anh ông coi lại là nó tính thôn tính 20 năm, mà ông sống quá 20 năm rồi đâu bán nữa. Cho nên quý vị mua bảo hiểm em thọ nên để ý nha, là nó tính thôn chứ nó không phải suốt đời đâu. Mà càng lớn tuổi á, sống lâu á thì nó càng cao. Cuối cùng sao lấy tiền lại để dành để mốt trâu. Rồi có ông mục sư bác xui, ông mua bảo hiểm cũng mua giống như ông nội của mấy nhỏ, nghĩ là bà con anh em nghĩ là khi mà cụ mục sư qua đời sẽ được hưởng 500.000. Nhưng nó cũng bị lừa, bà chị bà quên nó mất, bà quên nó 1-2 tháng gì nó cancel gì. Lúc cụ chết coi lại tháng đó không đóng, nó nói đã cancel mày rồi. Cuối cùng trắng tay. Quý vị thấy rõ không? Ai đụng đầu chi của cái số tiền đó 50.000 ấy hả? Ai về tụi nó chơi nắng đó. Cho nên tôi ông bà anh chị em không có cái bảo hiểm nào hứa hẹn cái điều gì mà mình mong muốn được cover bảo đảm, và hãng bảo hiểm đó có đủ khả năng để mà làm những điều họ đã hứa cho mình không? Không. Họ viết mấy cái chữ nhỏ nhỏ mình không có không để đọc. Cái chữ bự á thì đọc được, nhưng mà có nó in trong mấy cái chữ nhỏ nhỏ đó mà mình không đọc được là mấy cái chữ nhỏ nhỏ đó là nó ghi rất là rõ cái gì. Quan trọng lắm. Nó ghi rất là rõ. Tôi đó tôi còn trẻ với tôi cũng có mua 50 đồng. 50.000. Nhà tôi nói anh về đừng mua bảo hiểm. Anh mua mỗi tháng đóng 50 nhiều quá. Cuối cùng cây sò mà bây giờ tất cả những người mua mấy chục năm nay cùng được một ông luôn New York, New York Life cái gì đó bây giờ mất hết.
Bây giờ nó hết hạn rồi, giờ nó phải lên giá, phải gì bỏ hết. Rồi mai vậy nè, ba giờ vợ con mang bỏ chứ không mua giờ giống như mấy người chị kia. Là coi như là nó khôn lắm, nó giết mấy chữ nhỏ nhỏ. Mà mình giết những nhỏ nhỏ mình thấy nhiều. Cho nên không ai lại dạy dỗ đi mua bảo hiểm mà không có hứa hẹn gì hết. Hay là không có khả năng để mà làm những điều họ hứa. Quý vị đồng ý không? Đâu có ai dạy gì. Nhưng mà có những lúc mua bảo hiểm cũng được. Cái hồi đó bà cụ tôi đó mới mua bảo hiểm mấy tháng bà cụ mình bà chết. Có được 25 ngàn. Trong cách thì còn như ông cụ coi như là ông đi Việt Nam ông đãi hết luôn. Cái đó là may đó. Còn nhiều ông cụ mua bảo hiểm mà không được. Sống lâu quá. 90 tuổi rồi nó nói cụ sống quá tuổi rồi. Để lại cho con 1-200 ngàn để nó sống. Mà già con lớn hết rồi thì quý vị đừng mua mắt gì đó. Tại vì giờ hai cholesterol nó cũng mát đâu. Bệnh này bệnh kia bệnh nền nó cũng mát. Nó cũng khô lắm, nó cũng thử má này kia. Nó đâu có đâu nó cho nên nhưng mà nó hơi lừa mình đó. Có một người tín đồ, hồi xưa là tín đồ, đến nhà tôi dụ tôi mua bảo hiểm. Mà nó dài cái gì? Nói nửa ngày luôn, chúng tôi không muốn từ chối không được. Mà cuối cùng chúng tôi quyết định phải từ chối nửa ngày ngồi nói chuyện. Nó nói thôi, tôi sợ mấy vụ này lắm. Thôi, không có nên mua. Có ông bà một sư kia mua bảo hiểm mà bảo hiểm ma. Tính đồ gã đó, một sư luôn á. Thì coi tính đồ vụ một sư mua bảo hiểm. Nhưng mà có giấy nhưng mà không có hồ sơ trong bảo hiểm chánh của họ. Mà cứ rút tiền mà họ rút tiền rút được cuối cùng phát hiện ra là bảo hiểm ma quý chị. Nhưng mà tôi nhắm tôi có làm này nha. Nhưng mà người đó là cũng ta coi như là vợ cũng bỏ rồi đủ thứ coi như bắt của nhau nín nín ở vùng bắc ta đi này. Nhưng mà cuối cùng sạch tiền luôn. Tôi không nói người. Nhưng mà quý vị biết họ bán bảo hiểm cho bà con, họ bán bảo hiểm ma. Bởi vì vậy, cho nên không có ai có thể tin tưởng được. Nhưng mà cảm ơn Chúa, lời của Chúa nói gì? Trong Giăng đoạn 5 câu 24 nói gì? Chép rõ Chúa Giêsu hứa. Chúa Giêsu hứa là Chúa hứa chắc chắn. Chúa Giêsu hứa cho những ai dám tin vào Ngài. Chúa nói quả thật ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng sai ta thì người đó được sự sống đời đời và không đến sự phán xét, xong vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Amen. Trong Giăng đoạn 5 câu 24. Cảm ơn Chúa con hình ảnh này. Chúa nói quả thật ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng sai ta thì người đó được sự sống đời đời rồi. Và không đến sự phán xét, xong vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Cho nên những người ở trong Chúa có thể Giêsu sẽ không còn bị đón xét nữa. Chỉ có Chúa trách thôi. Trách có cái nghĩa là tại vì mình ở đây mình lơ là quá, mình không chịu hầu Chúa thôi. Chúa trách con, tại sao con dưới đây ta cho, nhưng mà mình không có bị đón xét tại vì mình đã được sự cứu rỗi của Chúa rồi. Chúa hứa rồi à, ở trong đấng Christ không còn bị đón phạt nữa anh em. Đừng có sợ, đừng có nghe ma quỷ rồi nói sẽ Chúa sẽ hình phạt, Chúa sẽ này, Chúa rất là yêu thương chúng ta. Ở trong Chúa thế Giêsu sẽ không còn bị đón phạt nữa. Đến ngày tòa án trắng chúng ta cũng ra tòa án trắng, nhưng mà Chúa khen chứ Chúa trách thôi. Chúa không có đón phạt. Chỉ có những kẻ đứng bên tả và những người mà chiên mà không chiên mà dê không dê đó. Những người mà nói là Chúa ơi con cũng là phép lạ, mà Chúa nói ta không biết người đâu. Chiên cũng dê. Trời đừng quý ông bà. Vô chiên giống như là giả lẽ là chiên, nhà thờ ta không phải chiên. Nó là dê. Nó vô nhà thờ nó đúng người này. Dê được. Nó đang không nó đạp. Đang được có hôi hả? Thì Chúa nói đó là loại dê, và dê đó là nguy hiểm đó. Chúa nói là những kẻ đó là mà đứng một bên sẽ đi vào không đất còn giết ra. Chỉ có những con chiên của Chúa, những con chiên ta hay chiên ta hàng. Có những người đã được cứu trong đấng Christ sẽ không còn bị đóng phạt nó. Quý vị bảo đảm với tôi lời Chúa hứa là không còn bị đóng phạt, chỉ có khen chỉ có trách thôi. Chúa sẽ ban phượng, Chúa nói ta sẽ đến con cháu, ta sẽ đem phần thưởng, đi với ta sẽ trả cho các ngươi tùy công việc mình làm. Alleluia, amen. Cho nên quý vị ông bà sẽ có phần hết á. Cái điều đầu tiên của quý ông bà chèm thấy Đức Chúa Trời hứa cho kẻ dám tin con Ngài. Đây là câu kinh thánh, Giăng đoạn 5 câu 24, Đức Chúa Trời hứa
cho ai dám tin con Ngài là Chúa Giêsu đó sẽ được sống lại với một thân thể vinh hiển. Trong hai lần trước đã nói sự chết, đắc thắng sự chết. Chúa Giêsu đã nói tôi đã lần rồi. Nhưng mà đây Kinh Thánh nói gì? Không hay hư nát. Chúa nói thân thể chúng ta không hay hư nát, chứ không có đầu thai là con bò, con trùng hay là con súc vật. Mình không có đầu thai, mình là con người, linh hồn mình bất diệt. Mình không có đầu thai con thú, con này con kia. Kinh Thánh nói tầm 7. Và Kinh Thánh nói gì? Chúng ta sẽ được sống lại không bị hay hư nát. Cái gì phải rõ cái triết lý, phải rõ cái thần học và cái căn bản giáo lý tinh lành, giáo lý kinh thánh. Ở đây Chúa nói gì? Sống lại một thân thể vinh quang. Amen. Không phải là trở thành con trùng, con dế, con này con kia. Amen. Giống như Chúa Giêsu sống lại một thân thể vinh quang, vinh hiển, có cánh bài. Giống như mình tự Chúa thì em có cánh, nhưng mà Chúa sẽ làm cho chúng ta thân thể giống như vậy. Không có cái gì mà Chúa không làm được, không có cái gì mà ngăn cản Chúa được, và cũng không có một cái điều gì mà chúng ta không hiểu được. Amen. Tất cả lời Kinh Thánh đã giải thích cho chúng ta bằng tiếng đầu người, bằng tiếng Việt Nam, đâu có phải tiếng Anh, tiếng gì đâu, tiếng ngoại quốc gì đâu mà mình hiểu, mình nghe sẵn tiếng Ấn Độ gì đâu. Nhưng mà Chúa giải thích chúng ta qua lời Chúa bằng tiếng Việt, bằng tiếng mẹ đẻ chúng ta. Và cái thứ hai, chúng ta thấy sống lại một thân thể thuộc về trời, chứ không phải thuộc gì đó. Quý vị có gì là hạnh diện không? Phải không? Dạ. Yeah. Trở lại thân thể thuộc về trời, không còn là nô lệ cho tội lỗi nữa, không còn bị đau nữa, không còn kêu ca, không còn khóc lóc, không còn buồn rầu. Cho nên thân thể mới sẽ không còn bị chết nữa, như thân thể đó sẽ sống đời đời. Có người nói thật đúng. For riches that day which you fear as being the end of all things is the best day of your eternity. Tạm dịch là ai cũng sợ chết vì biết ngài tử là ngài sẽ chấm dứt tất cả mọi việc ở trên đời này. Nhưng đối với những người có sự trông cậy nơi Chúa Giêsu thì sẽ là ngày sinh nhật bắt đầu của một đời sống vĩnh cửu. Alleluia. Amen. Đó là ngày sinh nhật. Cho nên Chúa nói là Chúa đổi tên mình mới, nói tiếng mới vậy. Không phải nói tiếng ạ đâu. Hồi xưa là nói chuyện là D, M, H. Nhưng mà sau khi tin Chúa mình không còn đó, có chữ cái đó nữa. Đó là tin mới đó quý vị. Suy nghĩ mới, nói những ngôn ngữ mới. Như bây giờ mà chị em, sau cái cánh cửa của đời này, quý vị và tôi có một sự trông cậy nào hay không? Rồi linh hồn của chúng ta ở đâu? Đời đời Chúa Giêsu đến, ngài sẽ chết chuộc tội cho tôi và quý ông bà chị em, và ngài đã sống lại để ban cho quý ông bà chị em và tôi sự trông cậy của sự sống lại và sự sống đời đời. Đó là tất cả ý nghĩa của lễ phục sinh và chúng ta kỷ niệm trong những tuần qua. Quý vị có muốn, quý ông bà chị có muốn cái sự trông cậy của Chúa? Hay chúng ta hãy đọc lòng tin nơi Chúa Giêsu ngày hôm nay, và đức tin của chúng ta, cái sự trông cậy của chúng ta đi đôi. Faith and hope are brothers, they always go together. Và quý ông bà chị em và tôi hãy trông cậy nơi Chúa. Quý vị phải đặt cái lòng tin nơi Chúa là đấng hàng sống, là đấng hàng sống. Thật mong quý ông bà anh chị em và tôi đã thật sự đã có Chúa đang sống trong lòng mình, phải không? Mình tin chắc rằng chúng ta rồi đây chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ có thân thể vinh hiển, một thân thể thuộc về trời, và chúng ta sẽ làm gì? Sống đời đời cùng Chúa. Chúa nói ta ở đâu thì các ngươi ở đó. Amen. Chúa nói trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở lắm. Bằng chẳng vậy ta nói cho các ngươi rồi, ta đi sống sẵn cho các ngươi một chỗ thì đã sống sẵn xong rồi. Chúa sẽ gì? Sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta hầu cho ta ở đâu các ngươi đó.
Chúa đang ở trên trời, Chúa đang sắm sẵn nhà cửa cho chúng ta, và sắm sẵn xong rồi Chúa sẽ trở lại đó chúng ta, giống như mà chồng đi trước, vợ đi dược viên trước, rồi qua đây làm ăn, rồi vô quốc tịch, rồi sắm nhà, sắm cửa, rồi bảo lãnh chồng, bảo lãnh vợ, bảo lãnh con, chờ qua để đoàn tụ vậy đó. Amen. Bởi vì phải sắm chứ không lẽ đi qua qua Mỹ đó, anh qua Mỹ 5-6 năm rồi không có cái gì hết, có cái điểm đó, điểm thôi. Mấy bà vợ đó qua bị sốc. Ổng đi qua đây, ổng đi làm tu li, thấy một tổ để dành tiền kiếm 35 ngàn rồi vô quốc tịch rồi thi bao lãnh coi con bây giờ rồi qua rồi xong thấy hết lắc đầu. Có nhiều người HO qua bên Việt Nam khổ lắm, chồng ở tù, bà vợ đi bưng giác đi kiếm từng đồng đi nuôi chồng nuôi vợ, hai vợ chồng thượng hòa lắm à. Nhưng mà khi qua đây rồi được anh đi, được em anh đi, nó sắc tưởng là thiên đàng, phải không? Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta có hy vọng vì Chúa nói chúng ta rồi đây không ai, đúng không? Nhưng Đức Chúa Giêsu bắt người ta là sự sống lại, là sự sáng. Kẻ nào tin ta thì sẽ sáng mặc dầu đã chết rồi. Chúa sẽ cho chúng ta một thân thể vinh hiển, một thân thể thuộc về trời, và chúng ta sẽ sống với Chúa đời đời. Amen. Hallelujah. Và phần cuối cùng đó là phần lựa chọn. Nên nếu có ai ở trên đang xem trực tuyến trên internet, buổi sáng hôm nay tất cả chúng ta nghe lời Kinh Thánh giải bài, và bây giờ chúng ta phải đối diện với sự lựa chọn. Thứ nhất, chúng ta phải nhận Chúa Giêsu chính là con đường giải thoát, cứu rỗi linh hồn. Cái thứ hai, chúng ta sẽ tiếp tục từ chối Ngài. Ai quý vị ông bà chị em ở đây, ai đã thay thế rồi, tôi bận quá chưa làm xong nữa. Ai đã thay thế rồi? Đa số lấy tiền về chưa? Xài hết rồi, làm xài hết rồi. Ô, quý vị bây giờ người ta kêu mình khai thế, nếu mà họ gửi một cái chép về, bữa nay tôi qua thì có qua đây đấy. Quý vị nhận tiền của chính phủ đó, có người thì họ định sẵn vô đó cao, có người thì để chép, có người thì nó cho một cái gạt lấy record, đó không? Mà nếu bây giờ đó mình khai thế về mà nó cho một cái liền tay cái chép á, năm ngoái á 300, 500, 600 gì đó, 2000 gì đó, thì nếu anh chị em được mà không chịu cash nó đó, nhưng mà đem chung cái thùng rác thì sao, sẽ không bao giờ có cái số tiền đó, đúng không? Đúng không? Được cứu hay không sẽ không phải do công đức của mình, nhưng là một cái sự lựa chọn. Câu chuyện mà tôi thích nhất để nói lên quyền tự do chọn Chúa hay là cứ tiếp tục từ chối Ngài là câu chuyện cậu bé nghịch ngợm với con chim. Và ông cụ già rất là khôn ngoan. Có một làng kia thì có một ông cụ già rất là khôn ngoan, cái gì ông cũng biết hết, và có gì ông cũng trả lời được. Mà có một cậu bé ở trong làng rất là nghịch ngợm muốn thử cụ, nên cụ cái gì cũng trả lời được, thì giờ đến hỏi cụ để mà chơi xấu cụ. Mấy đứa nhỏ kéo đến với nói đến với cụ, và ở trong tay nó cầm sẵn một con chim nhỏ, chim sẻ đó. Nó hỏi nếu cụ là người khôn ngoan, hãy cho con biết con chim sẻ trong tay này sẽ sống hay là sẽ chết. Như vậy nó làm gì? Chắc có cụ mà. Ông cụ khôn ngoan biết nếu mình nói là chim sẽ sống thì nó bóp cho chết. Thằng bé nó sẽ bóp chết con chim. Rồi nếu mà mình nói là nó chết thì nó thả cho bài. Cho chắc có cụ mà. Quý vị có bao giờ bị mấy đám thích chơi chắc có mình không? Còn nếu mình nói là chim nó sẽ chết thì nó sẽ thả cho chim bài đi. Nhưng mà ông cụ cũng trả lời: cháu ơi, con ơi, con chim sẽ ở trong vòng tay của con. Nó sống hay nó chết đó là tùy ở nơi con thôi. Lời Kinh Thánh chết là ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu. Amen.
hãy tiếp tục tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng của mình bằng lời cầu nguyện thành tâm. Chúa Giêsu Ngài đang lắng nghe. Chứ để ngày mai quý ông bà cho em. Ngày hôm nay là thời kỳ thực hiện. Hôm nay là thời kỳ cứu đổi. Hãy làm ngay ngày hôm nay. Và quý vị sẽ nói vài câu lại Chúa Giêsu: con là người có tội, con muốn tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng. Và xin Chúa ban cho con có sự sống đời đời, có một thân thể vinh hiển, một thân thể thuộc về trời, không phải thuộc về đất nữa. Con cảm ơn Ngài, con cầu nguyện trong danh của Jesus. Amen. Đó là quý vị chúng ta làm con cái của Chúa rất là dễ dàng. Nguyện xin Chúa Ngài chúc phúc cho quý ông bà chị em hội thánh Chúa buổi sáng hôm nay, để chúng ta thấy rằng sự sống lại và sự sống của Chúa Giêsu ở trong Giăng đoạn 11 câu 25, Chúa Giêsu phán rằng ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Và Chúa đã nói trong nhà cha ta có nhiều chỗ đó, ta đi sống sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta đã sống sẵn xong rồi ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu các ngươi ở đó. Chúa Giêsu nói ta là đường đi, ta là đã khóc, ta là sự sống, cảm ơn ta thì không ngày được đến cùng cha. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu cũng nói một câu: chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Chẳng có một người thế gian nào có thể cứu chúng ta, duy nhất chỉ có Chúa từ trời đến mới cho chúng ta được sự sống đời đời. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin mời các anh chúng ta đứng lên. Sau đó tôi xin mời anh Ngọc tới đây cầu nguyện ba lời. Cái này Chúa ban ơn là cha nhân từ chúng con, chúng con muốn kính tạ Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài là đấng cứu rỗi. Ngài đến thế gian để làm chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ chịu chết trên cây thập tự. Ngài sẽ được chôn trong hồ, trong mồ mả 3 ngày, Ngài sẽ sống lại. Ngài làm thành ý định chương trình cứu rỗi của Ngài để chúng con được cứu. Thì chúng con tin Ngài là một đấng sống. Dù chúng con đã chết rồi thì Ngài cũng cho chúng con sự sống lại. Chúng con cảm tạ Ngài. Xin Chúa ở cùng mỗi người chúng con để chúng con biết đặt niềm tin nơi Ngài đồng vạn, để chúng con thờ phượng Ngài và được sự cứu rỗi của Ngài. Khi chúng con qua đời, chúng con cảm tạ Chúa. Xin Chúa cũng ở cùng ông bà anh chị em chúng con, mỗi người chúng con biết đặt Chúa là Chúa của đời sống của chúng con. Vì chúng con tin Chúa là đáng sống, chứ không phải là những giáo chủ khác sẽ chết và chết luôn, nhưng Chúa là người đã sống lại để chúng con được sự sống. Chúng con cảm tạ Chúa. Xin Chúa cũng tiếp sức cho chúng con để chúng con làm sống danh Ngài qua đời sống của chúng con, mỗi người chúng con làm vinh hiển danh của Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa và chúng con còn nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi có một cái vấn đề thông báo. Tối thứ năm tuần này là ngày 29/4 lúc 7:30 tối, hội thánh sẽ cầu nguyện trên đường dây điện thoại. Xin quý vị gọi cho bà ngoại sẽ giúp đỡ tôi trong sự cầu nguyện tối thứ năm này. Và tối thứ sáu thì chúng ta vẫn đón vào tối, thì chúng ta ngày 30/4 chúng ta vẫn học giáo dục thần học ở trên Facebook cũng như YouTube bình thường. Xin quý ông bà anh chị em quý vị nhớ là ngày 30/4 không? Dạ. Đây là ngày 46 năm ha. 46 năm. Dạ. Rồi. Đúng ngày tối thứ sáu, thứ sáu này là 30/4. Rồi xin mời chị Tùng sẽ
sẽ ráng cho một trình và cũng dịch đầu tháng. Yeah. Một đi bắt chủ. Có anh mừng đúng không chứ? Dạ. 30 thứ tư anh mừng. Rồi, rồi ngày chính tay. Từ chính tay là chúng ta sẽ có lễ Mother's Day nha. Không biết có ăn không nhưng mà chắc cũng từ từ đi nha. Bây giờ cũng bình dữ dữ dội lắm á. Dạ. Em cảm ơn Chúa, thì Chúa ban phước cho quý gia đình chị em. Xin mời chúng ta đứng lên. Hôm nay về sớm à. Dạ. Chúng ta hát tụng lời. Tôn vinh chân thần nguồn ơn vô đối, dưới đất chúng sinh cùng quý khắp nơi, trời cao cũng chung khen ngợi ba ngôi. Chúa Cha cùng con mới lên muôn đời. Amen. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời ban tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân điển Chúa Giêsu và quyền năng của Chúa Thánh Linh giúp sức cho chúng con để chúng con sống đẹp lòng Chúa và tin vào sự sống lại của Ngài, và rồi đây chúng con sẽ được Chúa đem về ở với Ngài đời đời đặt trên thiên quốc. Thật phước hạnh, chúng con cảm ơn Ngài. Chúa bao phủ hội thánh của Chúa đây cho chúng con được khỏe mạnh, không có ai bị dịch coronavirus. Ngài ban cho chúng con sớm có công ăn việc làm, và chúng con sống ổn định, đất nước này sẽ được bình an, và chúng con sẽ thờ cùng Chúa trao giảng tin lành từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu tái lập. Amen. Lễ chung, xin Chúa ban phước cho quý con cái của Chúa.